bạn mà luyện được câu này nhé, bạn luyện được rất nhiều câu luôn, thế nên là cả mấy tháng trời các bạn học viên của thầy và kể cả thầy ngày xưa học chỉ một bài, trong một bài đấy thì nó tất nhiên nó rất dài các bạn ạ, nhưng tôi không quan trọng vì mấy tháng tôi chỉ học một bài và một bài đấy phát âm nó chuẩn đét thế là xong. Khi mà bắt đầu học tiếng Anh ấy, thì em nên bắt đầu từ đâu? và bắt đầu học tiếng Anh thì không phải là các bạn chưa bắt đầu mà các bạn đã bắt đầu và học tiếng Anh mãi không hiệu quả đấy thì nếu bây giờ mà như thầy cứ xui là các bạn làm lại từ đầu đấy thì phải làm lại như nào thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhé và các bạn sẽ đi lại một hành trình giống hệt thầy ngày xưa nhé chúng ta sẽ dẹp hết những cái tư tưởng học tiếng Anh truyền thống đi học từ vựng rời rạc ngữ pháp ngồi làm bài tập phát âm linh ta linh tinh bỏ nhé đầu tiên là phải bỏ đã còn học thì nó không phải là overnight một phát mà xong luôn nhưng mà đầu tiên là phải bỏ đã, vì thầy vẫn nói suốt rồi đấy. Uh, thất bại là điều bình thường nhưng mà thất bại mà cứ đi mãi con đường cũ nó chán lắm các bạn ạ. Lúc mà thầy thay đổi được thầy tiếc, đầu tiên tiếc cho mình bây giờ thầy quay ra nhìn các bạn thầy tiếc quá thể Đầu tiên để bắt đầu học tiếng Anh á, thì rất nhiều bạn là uh, cứ hỏi thầy là thầy ơi cho em lộ trình và thầy đưa ra một câu trả lời nó rất là thất vọng các bạn đúng không? Vì bình thường các bạn cứ nghĩ là thầy sẽ bảo các bạn là nên bắt đầu bằng từ mới gì nè nên bắt đầu bằng những thì gì này, nên bắt đầu học từ cái kiến thức nào tiếng Anh này thì thầy lại hay bảo các bạn một điều mà chính thầy bắt đầu như vậy mà. Thầy đã từng bắt đầu tiếng Anh sau đó học tiếng Anh 10 năm không hiệu quả. Sau đó thầy bắt đầu lại từ đầu bằng một cái hành trình nó khác hẳn. Và việc đầu tiên là nếu các bạn cũng như thầy ngày xưa thì thầy muốn các bạn bắt đầu lại cũng giống hệt thầy ngày xưa, đó chính là dẹp ngay cái kiểu học tiếng Anh trường lớp. Rồi, kiểu tiếng Anh trường lớp là gì? là cứ mỗi ngày học 5, 10 từ mới Ừ thì có thể là bạn nhớ được đến tối đúng không? Nhưng liệu mai bạn có nhớ không? Mai có thể bạn nhớ đúng không? Thế liệu tuần sau bạn có nhớ không? Tỷ lệ là 99% là không Còn nếu có nhé, là cố gắng lắm nhé Thì đến 10, à, 10 ngày sau hoặc là một tháng sau Còn nhớ không? Chắc chắn là không các bạn ạ Vì thầy biết các bạn học kiểu ý các bạn có dùng đâu Mà tại sao thầy lại biết? Vì ngày xưa thầy học như thế mà Và đấy, từ hôm qua ví dụ từ bạn Nam đấy Bạn bảo là em học năm từ hôm nay em học năm từ mới về 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 gì nhỉ? Về các phương tiện giao thông đấy xong bạn thầy bảo là Thế năm từ mới là gì? Bạn ngồi nghĩ gần chết cho mình nhớ mà vừa học lúc sáng này nhá. Thì bạn nghĩ gần chết nhưng mà thật ra thầy không quan trọng vì thầy đã thay đổi bạn Nam là thầy ý là thầy hỏi là để xong thì có cái cơ sở để thầy bảo bạn ấy bỏ cái cách học lý đi. Đó thì bạn ý cuối cùng thì bạn nhớ ra năm từ bạn bạn đọc lung tung hết Nên bạn bảo bus, uh, lorry, uh, uh, ship, uh, cái gì 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 đấy các phương tiện đấy thì ý bạn nói là bus là cái xe buýt thì bạn đọc là bus còn đâu lorry cái xe tải dài đấy cái kiểu ở giọng anh đấy thì thì bạn đọc là lorry còn đâu taxi thì bạn đọc là taxi còn đâu cái từ ship là là con tàu á à. thì bạn ý lại đọc là ship đó thì thầy mới bảo bạn ý là thứ nhất là em không thể nhớ được đúng không thì bạn bảo em công nhận học mãi chả nhớ và mấy từ này trước em chưa nghĩ bao giờ nhưng thầy hỏi thế thì em nghĩ là một vài thời gian nữa em lại quên thôi đó thì đầu tiên thì thầy chưa nói đến cái gì khác thì thầy bảo là nếu cứ học xong lại quên cứ học xong lại quên mà em cứ làm việc đó hàng chục năm trời thì nó có đáng tiếc không thì bạn bảo tiếc cần bây giờ thì thầy hỏi các bạn nếu cứ học như vậy cứ cố học từ mới nhồi nhét thật nhiều nhưng rồi cũng sẽ quên thì các bạn có thấy tiếc không xong thầy cũng bảo thẳng bạn nam như vậy tức là thầy bảo là thế bây giờ nhé em học mà nó không hiệu quả so với việc em không học thì cái nào hơn thì đầu tiên bạn bảo học là phải hơn nhé thầy thế thầy bảo em hơn ở chỗ nào Em hơn chỗ nào? Không học thì không mất thời gian và cũng không nhớ cái gì. Em học xong cũng không nhớ cái gì. Đây này, thêm một cái nữa là em sẽ thấy nó không hơn tí nào này. Tất cả những từ em vừa nói ra là sai hết. Sai hết, phát âm sai hết. Thì cái ông mà không học tí nào á, thì sau này ông ấy mới có thể kêu với thầy và có thể nói được một cái câu mà chúng ta hay nói đấy, đó chính là em học tiếng Anh từ con số 0. Còn bạn học mà nó sai bé, sai bét như vậy, đọc sai hết beautiful, wonderful, girl, I will help you tomorrow. Học như vậy thì các bạn còn làm cho tiếng Anh của bạn âm đấy các bạn ạ. Giống hệt thầy này. Thầy có được mất gốc đâu. Thầy cũng có được học tiếng Anh từ con số 0 đâu. Thầy học tiếng Anh từ con số âm. Đó. Nên thầy chúc mừng các bạn nào mà chưa học tí nào nhé. Chưa biết gì. Bây giờ học nó còn dễ hơn này. Tuy nhiên nói nói vậy thôi. Nếu mà bạn nào đã từng học mà sai rồi thì nó sẽ mang lại một cái lợi ích. Đó chính là bạn thứ nhất là bạn chắc chắn là bạn thích tiếng Anh rồi đúng không? cái thứ hai khi bạn có thất bại rồi thì sau thì bạn quyết tâm hơn các bạn hiểu ý đây không tiếp theo tại sao mà bạn nam lại lòi ra một cái ông thầy hỏi bạn ấy mà thầy biết thừa thầy bảo em thầy bảo em phát âm sai tất cả năm từ kia em giật mình không thì bạn bảo em không vì em vẫn phát âm sai suốt thầy ạ đó thì thầy lại hỏi thêm một câu nữa em có học bảng phiên âm không phiên âm tiếng anh á thì bạn bảo em có và em có thấy nó buồn cười không em học bảng phiên âm để phát âm chuẩn tiếng anh mà em thầy chả thấy em phát âm chuẩn tiếng anh tí nào sau đó có bạn tên là hưng có bạn tên là hưng chạy lên cướp mic và cũng nói với thầy và bạn bảo là em học tiếng anh cũng khá khá thầy ạ à. ở trình độ b 1 b 2 b c một c hai gì thầy không quan tâm đến cái trình độ đấy cái kiểu dạy của thầy chứ thầy không có đả kích gì cái việc các bạn ở trình độ này hoặc thi cái gì cái kia nhá thầy rất ủng hộ nhá nhưng đấy cái quan điểm của thầy thôi các bạn thông cảm này đó thì thầy bạn bảo là em giao tiếp thì cũng ok đấy nhưng mà em chưa biết làm nào để mình có thể giao tiếp tốt hơn Thầy bảo là thường thường những người mà mà em giao tiếp ok á thì là không giao tiếp được đâu đó thì thầy mới hỏi bạn ý là tên thử nói đoạn tiếng anh như là bạn bảo ô cái dễ mà thầy my name y hưng my name y hưng là cái gì vậy mà thầy phải dừng bạn ngay ở đấy xong thầy phân tích cả bạn hưng bạn nam ngồi lắc lòi mắt ra My name Y Hưng thì theo các bạn là đúng hay sai? Các bạn tên là gì viết ra cho thầy để thầy hướng dẫn các bạn đọc cái từ này Và thầy chưa bao giờ muốn hướng dẫn các bạn chỉ một thứ Mà là các bạn phải tự học được mọi thứ Nhưng trong cái ví dụ này các bạn viết cái tên mình ra Và không viết ở dạng I am anh mà phải là my name is anh Bạn viết ra như thế cho thầy trong thầy sẽ bảo các bạn thêm một cái này Các bạn sẽ thay đổi từ ngày hôm nay luôn đó thì thầy ví dụ như là chị Tuyết đúng không? Chị ghi là My name is Tuyết đúng không các bạn? Thì đấy bạn kia tên là Hưng mà bảo My name y Hưng thì chết rồi. Nào bây giờ các bạn thật là tập trung vào cái chữ is nhớ nhá nó còn cái đuôi uh, sc đằng sau á đọc là z. nào my name is cái gì đấy tên bạn nào bạn tập trung đúng vào chữ y cho thầy thôi và các bạn phải hiểu á bạn làm được câu đấy xong thì bạn phải biết trân trọng cái điều đấy thì chúng ta mới đi cái hành trình này được lâu được là vì sao? Cả cái đất nước này phát âm sai các bạn ạ. Bạn nào, my name y e. anh, uh, it is very beautiful, uh, it is rainy today. trời ơi, nó chỉ cần thêm một cái đuôi nhẹ nhàng tí và các bạn đều làm được các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta phải làm. Now, today is beautiful, it is rainy today. nghe nó chất tường hẳn mà tại sao cứ, trời ơi. Nào, các bạn nhớ nhá, thì các bạn làm được mà phát âm được có cả cái đuôi uh, sì của cái từ is với cái tên mình. Đấy, Joseph này, sao mình nói chuyện tiếng Anh mà chẳng ai hiểu gì vậy? Thì ví dụ như ngày xưa thầy thấy các bạn nhân viên của mình mà sau đấy thì thầy hướng dẫn các bạn đi học tiếng Anh theo kiểu của thầy này, tự học này, xong thầy kèm các bạn ý này, các bạn giỏi lên rất nhanh. Và chính các bạn ý xui thấy làm thầy giáo mà, thì có cái gì đâu, không phải là thầy dạy giỏi hay cái gì đâu mà thầy có một cái kiểu dạy đó chính là thầy trải qua như thế nào thì các bạn cũng sẽ trải qua như vậy. Mà thầy ngày xưa nó khổ sở thì làm sao các bạn khổ sở như thầy nữa? Thầy khổ sở là nỗi buồn của thầy nhưng lại là niềm vui của các bạn nhé. Thầy đã khổ sở rồi bắt các bạn khổ sở đúng như thế làm gì? Đó. Nào. Thì vì sao lại không hiểu? Ví dụ bạn cứ nói là she is very beautiful. Nào, các bạn nói câu lên nào. Cái câu là she is very beautiful. Bạn viết lên đi. Now, she is very beautiful. Mà có một bí mật mà các bạn không biết đó chính là thầy vẫn luôn luôn nói chậm như vậy. Và kể các bạn học viên cũng vậy. Chứ các bạn đừng có cố nói tiếng nghe she is very beautiful. Không, 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 không. Thầy có thể nói nhanh hơn đấy mà chuẩn. She is very beautiful. Nhưng thầy không nói như vậy. She is very beautiful. Đơn giản vậy rồi. Ok chưa? Thì nếu một bạn phát âm như thế này. Là sai tất cả bốn từ nha. Các bạn nhìn này. Một câu nó chỉ có bốn từ. Sai tất cả bốn. Các bạn nghe xem là thầy phát âm. Đúng kiểu ngày xưa thầy phát âm. See, see it very beautiful. Beautiful. Đấy. See it very beautiful. Đấy. Ngày xưa thầy nói như vậy. Thì theo các bạn. Nó có sai lòi không? Các bạn mà luyện được câu này nhá Bạn luyện được rất nhiều câu luôn. Thế nên là. Cả mấy tháng trời. Các bạn học viên của thầy. Và kể cả thầy ngày xưa. Học chỉ một bài trong một bài đấy thì nó tất nhiên nó rất dài các bạn ạ nhưng tôi không quan trọng vì mấy tháng tôi chỉ học một bài và một bài đấy phát âm nó chuẩn đét thế là xong về sau không bao giờ muốn phát âm sai nữa nhưng các bạn không ai làm được như vậy đến khi thầy cho các bạn cả giáo trình hướng dẫn các bạn học rồi các bạn vẫn không làm được như vậy vẫn see it very beautiful thì bó tay bạn có tin không bạn bỏ một tuần chỉ để chữa phát âm câu này thôi có khi bằng bạn học cả mấy tháng ngồi tập phát âm linh tang linh tình nào bây giờ tin rồi thì sửa cho này nhá thầy bảo luôn những chỗ các bạn sai này thứ nhất là cái từ cô ấy kìa các bạn hay phát âm CC đúng không không cái từ sh sửa được phát này nó ngon luôn này she C và she nó hát hoàn toàn nhau nha đấy là từ đầu tiên các bạn sai nhá có mỗi một câu này thôi đây ngẫu nhiên thôi mà bốn từ mà thấy bạn nào vấn đề có bạn thì sai hai chữ bạn thì sai ba chữ có bạn sai cả bốn chữ hiếm có bạn nào thầy thấy phát âm là she is very beautiful không có. Luyện từ từ she thì bạn sẽ nói được những từ như là oh mình bị cảm thấy rất là sốc đúng không? Oh, I was shocked. shocked. Đó nó phải như vậy thì nó I shocked thì không được. Nào, hoặc là cái chữ sh này nó ở cuối đúng không? Ví dụ như là I study English I study English. Đấy nó phải như vậy hoặc là I eat fish, đúng không các bạn? Fit fit là cái gì đúng không? Thì luyện một từ nó được rất nhiều từ nhưng mà các bạn có bao giờ chậm lại để làm điều đó đâu. Đó. Cái âm thứ hai các bạn hay sai là thiếu mất âm S đấy, âm S phát âm là z z đấy, z, z z z nào. She is. Nào, bạn phát âm thế cho thầy. She is thì phải chậm thế vì đã tại sao phải chậm vì bạn phải rất tập trung trong giai đoạn đầu này thế nên là mấy tháng bạn học câu này thầy không quan trọng và thầy cũng học như vậy đấy thế sau này thầy mới nói là she is very beautiful nhưng mà trước đấy thầy phải tách từng câu ra vì câu nào thầy có vấn đề thầy phải nói là she is very beautiful ok chưa còn về gì, phát về gì nhé, very đừng phát âm very nhé nó very đừng phát âm very nhé nó very very, very nào very thì very nó là cái nhấn âm đấy thì sau này các bạn không phải vơ tennis nữa mà sẽ vơ là tennis mà không có là market nữa bạn vâng là market đó nào còn cuối cùng từ beautiful thì không hiểu sao các bạn cứ phát âm là full không biết full nhổ gì ở đây nhá nào beautiful 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 không quan trọng thôi dẹp cái đấy đi bạn nào nói thế nào phải thấy hay quan trọng cái âm cuối cùng cái kìa Người ngồi vào Thằng này phát âm là tờ, nghe phèn quá, thằng kia sao phát âm từ này là để nghe nó ấy quá, rồi à cái ông cuối kia thì ông nào phát âm sai, nó mới khổ á, nào phát âm cho thầy nào, beautiful phụ, phát âm được bấm số 1 cho thầy nào, beautiful phụ, buildy phụ, tập nhá she is very beautiful